Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Yagi là cơn bão mạnh nhất trong năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương tính đến thời điểm hiện tại, với tốc độ tăng cấp độ nhanh chưa từng có trong lịch sử khí tượng Việt Nam. Chỉ trong vòng 48 tiếng, Yagi đã đạt cấp siêu bão. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4 màu đỏ được ban hành cho khu vực Vịnh Bắc Bộ, lần thứ 3 trong lịch sử cấp độ 4 được ban hành. Ngoài ra, siêu bão Yagi đã lọt vào top 3 siêu bão đạt cấp 16 trở lên khi hoạt động trên Biển Đông và thiết lập kỷ lục về giá trị khí áp tại tâm bão thấp hơn nửa thế kỷ qua trong lịch sử quan trắc bão của khí tượng Việt Nam. Các điều kiện môi trường hiện tại đang cực kỳ thuận lợi, giúp cơn bão phát triển đến trạng thái mạnh nhất của một cơn bão nhiệt đới. Dự báo cho thấy, siêu bão Yagi sẽ tiếp tục di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ với cường độ không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, khi cơn bão vượt qua đảo Hải Nam, cường độ sẽ suy yếu đáng kể từ cấp 15, 16, giật cấp 18, 19 xuống còn cấp 13, 14, giật cấp 16. Khi tiến sâu vào Vịnh Bắc Bộ và tiếp cận đất liền ở các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định, bão Yagi có thể tiếp tục suy yếu. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11, 14, gần tâm siêu bão có thể đạt cấp 15, 16, giật cấp 18, 19, đồng thời biển động dữ dội. Từ trưa ngày 6 tháng 9, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, sẽ chứng kiến gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Sau đó tăng lên cấp 8, cấp 9 và có thể đạt cấp 10, cấp 12 gần tâm bão, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 7 tháng 9, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 tại các khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Sau đó có thể đạt cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão sẽ có gió cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Trong khi khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ sẽ chịu gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Mưa lớn cũng là một yếu tố ảnh hưởng lớn. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm và có thể vượt quá 500mm ở một số nơi. Mưa lớn sẽ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đặc biệt đề phòng nước dâng do bão, có thể cao từ 0,5m tại Thanh Hóa đến 1,8m tại Quảng Ninh vào chiều và đêm ngày 7 tháng 9 và hiện tượng nước rút do bão từ 0,5m tại Thanh Hóa đến 1m tại Quảng Ninh vào sáng ngày 7 tháng 9. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các tuyến đê kè biển trong khu vực nguy hiểm cần chuẩn bị để đối phó với gió mạnh, sóng lớn và nước dâng rút do bão. Người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng của siêu bão Yagi cần ngay lập tức thực hiện các biện pháp phòng tránh, theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng và chủ động chuẩn bị để bảo vệ an toàn cho bản thân và tài sản. Đối với các du khách đang có kế hoạch du lịch tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong thời gian này, cần cân nhắc hủy hoặc hoãn chuyến đi. Trong trường hợp đã trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng và không thể sơ tán, cần lựa chọn khu vực lưu trú kiên cố, an toàn và tuân theo hướng dẫn từ chính quyền địa phương. Cập nhật tình hình cơn bão số 3 bão Yagi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam, cách tỉnh Quảng Ninh khoảng 620 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, tương đương 184-201 km/h. Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 đến cấp 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15 đến cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ khoảng trưa ngày 6 tháng 9, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, từ tối và đêm ngày 6 tháng 9. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8 đến cấp 9, sau tăng lên cấp 10 đến cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền từ đêm ngày 6 tháng 9 và gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng cho đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, vùng gần tâm siêu bão từ 10 đến 12 mét, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 2 đến 4 mét, sau tăng lên 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua 6 đến 8 mét.
Thưa quý vị, đại diện Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết, khả năng bão số 3 Yagi sẽ gây mưa to gió mạnh ở Hà Nội từ đêm ngày 6 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9. Tính đến trưa ngày 5 tháng 9, bão số 3 đang tiếp tục mạnh lên cấp 16, cấp siêu bão, dù còn cách khá xa đất liền, nhưng theo nhận định của cơ quan khí tượng, với hoàn lưu rộng, bão khả năng gây mưa lớn ngay từ khi chưa đổ bộ. Các địa phương ảnh hưởng trực tiếp xét trên diện rộng là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với gió mạnh cấp 6 trở lên kèm theo mưa to. Hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng là trọng điểm tác động. Hà Nội được dự báo nằm trên đường đi của tâm bão. Tuy không phải là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ bão số 3, nhưng Hà Nội cũng sẽ đối mặt với một sự chuyển biến hình thế rất lớn. Theo ông Đinh Hữu Dương, trưởng phòng dự báo thời tiết của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, do Hà Nội nằm sâu trong lục địa nên có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão số 3 từ đêm ngày 6 tháng 9 hoặc sáng ngày 7 tháng 9. Gió ở khu vực Hà Nội khả năng đạt cấp 5, cấp 6 và vào thời điểm bão tác động mạnh nhất có thể đạt cấp 7, giật cấp 9. Ông Dương nhấn mạnh, cũng do ảnh hưởng của bão, Hà Nội sẽ đối mặt với một đợt mưa lớn, tập trung chủ yếu trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9. Tuy nhiên, theo lưu ý từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cần cảnh giác do ảnh hưởng của rìa xa cơn bão. Ngay từ đêm mùng 6 tháng 9, trên khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện các đợt mưa dông mạnh bất chợt. Những đợt dông mạnh trước bão đã từng xảy ra trong lịch sử, có thể làm đổ cột điện, đổ cây, rất nguy hiểm. Ông Đinh Hữu Dương cảnh báo thêm, mưa ở Hà Nội dự báo sẽ tập trung trong thời gian không dài, nên có thể gây ra hiện tượng quá tải trong việc thoát nước, khả năng xuất hiện ngập úng trong khu vực nội thành. Thời gian có thể kéo dài 30 đến 40 phút hoặc lâu hơn tùy theo diễn biến thực tế. Các vùng ngoại thành, vùng trũng thấp cũng có thể xuất hiện ngập lụt. Trong đó các quận huyện Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì có mưa từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh mưa từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Khi bão quét qua Hà Nội, bão số 3 có thể gây ra gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, cường độ gió và lượng mưa của Hà Nội sẽ còn có biến động, phụ thuộc vào diễn biến bão Yagi, vì vậy cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Chiều ngày 4 tháng 9, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, bão số 3 rất mạnh, dự báo khi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ bão vẫn rất mạnh. Khi vào vịnh Bắc Bộ, bão sẽ đi rất nhanh và khả năng tiếp cận đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng từ trưa ngày 7 tháng 9, với cấp gió gần bờ có thể đạt 120 km/h, tương đương cấp 12, giật 150 km/h, giật cấp 14. Bão số 3 được đánh giá sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Bắc trong vòng 30 năm qua. Do đó, người dân ven biển Thanh Hóa trở ra Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và cả phía đông Hà Nội cần có các biện pháp chẳng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi bão đổ bộ. Các địa phương cần kiên quyết kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện, bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải còn hoạt động trên biển, ven biển, chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú, trong đó nắm vững thông tin chi tiết từng tàu trong khu vực nguy cơ ảnh hưởng của bão. Tùy theo diễn biến của bão, chủ động cấm biển, nhất là các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Kiên quyết không để người dân ở lại chân lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ và có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân trên các đảo. Đối với vùng đồng bằng ven biển, sẵn sàng phương án sơ tán dân đối với nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực trũng thấp cửa sông, ven biển và có phương án cho học sinh nghỉ học trong thời gian bão đổ bộ. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn trọng điểm đê biển, đê cửa sông sung yếu hoặc đang thi công, trong đó sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để ứng phó với cường độ mạnh hơn thiết kế. Tổ chức chặt tỉa cành cây, gia cố nhà ở, công trình, tháp truyền hình, biển hiệu quảng cáo, hệ thống lưới điện, tập trung lực lượng thu hoạch diện tích lúa hè thu còn lại với phương châm xanh nhà hơn già đồng, kiểm tra hệ thống thoát nước, sẵn sàng tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Cơ quan khí tượng phát bản tin mới nhất chiều ngày 5 tháng 9 cho thấy bão số 3 Yagi vẫn duy trì cấp siêu bão cấp 16 với sức gió khoảng 200 km/h trên Biển Đông. Dự báo trưa thứ Bảy ngày 7 tháng 9, bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền miền Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát bản tin khẩn cấp cho biết, đến 13 giờ chiều nay ngày 5 tháng 9, vị trí tâm siêu bão số 3, bão Yagi trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 460 km về phía đông,
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, tương đương với 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Thời điểm dự báo, 13 giờ ngày 6 tháng 9, hướng bão đi Tây Tây Bắc 10 đến 15 km/h, vị trí trên vùng biển Đông Bắc, đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 510 km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 16, giật trên cấp 17, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp độ 4. Vào 13 giờ ngày 7 tháng 9, dự báo hướng bão đi Tây Tây Bắc khoảng 20 km/h và suy yếu dần. Vị trí bão trên vùng biển ven từ Quảng Ninh đến Nam Định, cường độ cấp 12, giật cấp 15, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp độ 4, cấp độ 3. Vào 13 giờ ngày 8 tháng 9, hướng bão đi Tây Tây Bắc khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ dưới cấp độ 6, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp độ 3. Dự báo tác động của bão. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 11 đến 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ khoảng trưa ngày 6 tháng 9, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ đêm 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng dần lên cấp 11, cấp 12. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Nước dâng sóng lớn, khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 7 đến 9 mét. Vùng gần tâm siêu bão khoảng từ 10 đến 12 mét, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao 2 đến 4 mét, sau tăng lên 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua 6 đến 8 mét. Từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao 2 đến 3 mét, sau tăng lên 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão 3 đến 5 mét. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng rút gió bão. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, có nơi lên trên 500mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, do vùng mây dông rộng cả nghìn km nên vùng ảnh hưởng trực tiếp do cấp 6 trở lên kèm theo mưa lớn, bao trùm toàn bộ miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước, trong khi bão đổ bộ. 14 giờ chiều ngày 5 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai với các bộ ngành địa phương để triển khai các công tác ứng phó với bão số 3. Thủ tướng yêu cầu các bí thư, chủ tịch tỉnh đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công thành viên trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống bão số 3. Ngày 5 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3 năm 2024. Công điện gửi bí thư, chủ tịch tỉnh 35 tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Công điện cũng được gửi đến Bộ trưởng các bộ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng. Công điện nhắc lại thông tin sáng nay, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Dự báo từ sáng mai, bão ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 đến 14, giật cấp 16. Từ đêm mai ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta với sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 10, cấp 12, giật cấp 13, 14 và ảnh hưởng sâu vào đất liền. Khả năng bão gây gió mạnh, nước dâng, sóng lớn trên biển và ven biển, gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng trên đất liền. Bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, có mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, nên Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, các bộ, bí thư và chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương nêu trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đôn đốc,
triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó bão. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành nêu trên đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng thành viên trong thường vụ, thường trực ủy ban trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống bão lũ, trong đó tập trung kỹ rà soát, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các hoạt động trên biển, đảo, đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu thuyền ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và ven biển từ Hà Tĩnh trở ra và tại nơi tránh trú. Thủ tướng lưu ý đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nơi nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, không đảm bảo an toàn. Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn. Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di rời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Bí thư, chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm nếu lơ là. Các địa phương chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, bảo vệ tài sản nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão lũ. Thủ tướng lưu ý cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan tổ chức, đơn vị lơ là, chủ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lũ, xử lý nghiêm các chủ doanh nghiệp, phương tiện tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng chống bão. Bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước ban bí thư, thủ tướng nếu chủ quan lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo mức độ rủi ro của bão, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai công tác phòng chống bão lũ theo quy định. Các bộ ngành khác, theo chức năng cơ quan quản lý nhà nước được giao tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng chống bão theo chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện ngày 3 tháng 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.